Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Quý vị nhớ Sambuddhassa chứ không phải là Sambuddhassa nha. Sambuddhassa. Quý vị thử tụng lại Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa. Thassa nha. Tại cái từ đó là từ Samma Sambuddha. Buddha là Đức Phật. Sambuddha là vị Phật toàn giác. Samma Sambuddha là vị Phật toàn giác. Còn cái chữ Thassa ở đầu á tức là cái vị đó. Tassa là vị đó, tiếng Anh là he. Thành ra là Tassa khác với Buddhassa, hai chữ đó hai chữ khác nhau. Sở dĩ có cái chữ Tassa đó là bởi vì ở thời Đức Phật Ấn Độ cũng có một người tự xưng là Phagawa, cho nên là chúng ta mới có là Nam Mô Tassa Bhagavato, tức là cái vị Bhagavā này nè, vị Bhagavā này nè, chứ không phải cái ông nội Bhagavā kia đó. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong phần tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp và tùy niệm Tăng. Đây là ba mục tùy niệm quan trọng ở trong sáu tùy niệm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp qua phần tùy niệm giới. Thì xin thưa với quý vị, tùy niệm giới ở đây là tùy theo mình. Đối với hàng cư sĩ tại gia thì chúng ta tùy niệm giới tại gia. Đối với hàng xuất gia đó thì chúng ta phải tùy niệm giới xuất gia. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải rành rẽ về giới. Đối với hàng cư sĩ thì sư nhớ là sư đã giảng ở chùa An Lạc ít nhất là 2 lần về 5 giới cư sĩ rồi. Nếu như quý vị quên không nhớ thì vui lòng xem lại. Chúng ta phải rành rẽ. Còn giới xuất gia thì hiện tại bây giờ tạng luật đã được dịch rồi, thì các thầy các sư cô nên mở ra để xem. Lâu lâu chúng ta cần phải mở giới ra để chúng ta xem lại. Theo truyền thống thì ngày lễ Bồ Tát là ngày tụng giới. Trong ngày đó chúng ta sẽ nhắc lại giới từ đầu tới đuôi. Nhờ như vậy chúng ta không quên giới. Chứ còn giới tu sĩ thì rất là nhiều, mà nếu như chúng ta không thường xuyên tụng giới, chúng ta có thể sẽ quên lãng. Và việc tụng giới cũng là bổn phận của một vị tu sĩ.
Khi mà chúng ta rành rẽ về giới thì chúng ta có thể biết được là giới của mình nó có trọn vẹn hay không, nó có bị hư hỏng hay không. Việc thực hành tùy niệm giới chỉ có thể thực hiện đối với vị có giới không ô nhiễm, tức là giới hạnh của vị ấy không bị thủng, không bị lốm đốm, không bị ô nhiễm. Cho nên phải nói là thời nay việc này rất khó để tu tập. Chúng ta có thể tu tập tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, nhưng mà tùy niệm giới trong thời buổi hiện tại rất là khó. Bởi vì hàng cư sĩ phải vật lộn với cơm gạo áo tiền, phải sống đời sống ô nhiễm ở thế gian, rất khó để gìn giữ năm giới cư sĩ. Mà nếu như chúng ta không gìn giữ năm giới một cách trong sạch thì chúng ta không cách chi mà tùy niệm giới được. Bởi vì với một người có giới hạnh ô nhiễm thì khi chúng ta suy tư về giới, chúng ta sẽ bị trạo cử và chúng ta không hành thiện được. Tuy nhiên, nếu như chúng ta lấy đó làm cái mà chúng ta phát hiện ra sự bất toàn của bản thân để chúng ta đi sám hối, thì trong trường hợp đó quý vị có thể tùy niệm giới. Nhiều vị khi bắt đầu tu tập định trở nên thâm sâu, vị ấy suy tư về giới và vị ấy sẽ phát hiện là giới của mình nó bị thủng chỗ này, nó bị thủng chỗ kia, và vị ấy sẽ đi sám hối và làm mới lại giới của mình. Cho nên việc thực hành tùy niệm giới là chúng ta thường xuyên suy tư về sự toàn vẹn về giới của bản thân, tức là chúng ta suy tư về giới hạnh của mình, ngó xem giới của mình nó có ô nhiễm hay không, nó có trong sạch hay không, quan sát sự toàn vẹn về giới. Tức là khi chúng ta đang ngồi thiền, đang ngồi thiền như vậy, tâm của chúng ta hướng về giới hạnh của chính mình, suy xét bắt đầu đối với cư sĩ bắt đầu từ giới không sát sanh, suy xét là mình thời gian qua mình đã từng vi phạm điều giới này hay không. Tiếp tới là suy xét về giới không trộm cắp, xem là thời gian qua bản thân mình có vi phạm điều này hay không. Rồi giới không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy, bằng việc chúng ta thường xuyên suy xét về các điều giới của bản thân, thì khi đó tâm của chúng ta được định tĩnh, hỷ sẽ phát sanh, và chúng ta có thể thậm chí là chứng đắc đạo quả. Có nhiều vị tỷ kheo khi vị ấy suy tư về giới hạnh của mình, thấy rằng giới hạnh của bản thân là trong sạch, vị ấy hoan hỷ, và nhờ như vậy tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc và chứng đắc được đạo và quả. Cho nên việc suy tư về giới, tùy niệm về giới là một phương pháp tu hành đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Đây không phải là một phương pháp thông thường. Sư nói như vậy thì hy vọng là quý vị đã nắm được phương pháp thực hành. Nghĩa là đó, sư nhắc lại ha, khi chúng ta thực hành tùy niệm giới thì chúng ta vẫn ngồi như bình thường, vẫn đi thiền như bình thường, vẫn hành thiện như bình thường. Đối tượng của tâm mình lúc bấy giờ
chính là giới hạnh của bản thân. Chúng ta bắt đầu suy xét từ trên xuống dưới, tuần tự từng giới một, xem coi là giới hạnh của mình nó có bị ô nhiễm hay không. Khi liên tục suy tư về sự toàn vẹn của giới thì hỷ lạc sẽ phát sanh. Chính bởi vì như vậy, ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói những lợi ích của việc thực hành tùy niệm giới. Thứ nhất là nhờ thực hành tùy niệm giới thì chúng ta được giải thoát khỏi nô lệ cho ái dục. Tức là khi ái dục khởi lên, nhờ có giới chúng ta được phòng hộ, chúng ta được thoát khỏi nó. Ngoài ra chúng ta còn được bậc trí ngợi khen. Sư nhớ là sư đã từng chia sẻ với quý vị rồi, nếu như chúng ta thường xuyên ưu tư, thường xuyên suy nghĩ, thường xuyên tùy niệm về giới, thì khi đó các bậc trí như là hàng chư thiên sẽ rất hoan hỷ. Xin thưa với quý vị, các bậc thánh đệ tử của Đức Thế Tôn hiện tại vẫn còn làm chư thiên hộ pháp. Tức là những vị đệ tử của Đức Thế Tôn sau khi chứng đắc thánh đạo thánh quả, về cõi trời làm những vị thiên tử, thì những vị ấy vẫn đang tiếp tục hộ pháp. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta nỗ lực gìn giữ về giới thì các vị ấy sẽ hoan nghỉ và các vị ấy sẽ hộ trì chúng ta. Xin thưa là chỉ cần chúng ta đừng để chư thiên thất vọng về giới hạnh của mình thì chư thiên không bạc đãi chúng ta đâu. Trừ khi cái nghiệp của mình nó nặng quá, không can thiệp được. Chứ nếu như chúng ta không làm cho chư thiên thất vọng về giới hạnh của bản thân, mà chư thiên hoan hỷ với giới hạnh của chính mình, thì khi đó sư tin là chư thiên họ không bạc đãi chúng ta. Sư tin như vậy. Từng có một vị gìn giữ giới hạnh rất tốt, nhưng mà cho đến một giai đoạn vị ấy cảm thấy chán chường, vị ấy có sự yếu đuối trong tâm, và vị ấy có suy tư là muốn phạm giới. Mà sự phạm giới đó là do thúc đẩy bởi phiền não, thúc đẩy bởi ô nhiễm. Nhưng mà do trước đó vị này đã rất nỗ lực gìn giữ giới, cho nên chư thiên đã bảo vệ vị này. Bảo vệ bằng cách nào? Bằng cách ngăn cản, không cho vị này có điều kiện để phạm giới. Và khi vị này tâm trở nên yếu đuối thì chư thiên tác động làm cho thầy, cái vị gọi là vị thầy của vị này đó, vị trưởng lão tới ngay lập tức để bảo vệ, để phòng hộ cho tâm của chính vị này. Cho nên sư mới nói là nếu như chúng ta không làm cho chư thiên thất vọng về giới hạnh của bản thân thì chư thiên sẽ bảo hộ chúng ta và chư thiên không bạc đãi chúng ta. Trong kinh Thánh Cầu của Trung Bộ, Đức Thế Tôn nói một vị tỷ kheo mong muốn được lợi dưỡng, hoặc một vị tỷ kheo mong muốn được cư sĩ yêu mến,
hoặc một vị tỷ kheo mong muốn bạn đồng tu yêu mến, hoặc một vị tỷ kheo mong muốn được chư thiên yêu mến, hoặc một vị tỷ kheo mong muốn chứng đắc được đạo và quả. Tất cả những mong muốn ấy, việc đầu tiên vị tỷ kheo phải làm chính là hãy gìn giữ giới hạnh. Khi chúng ta suy tư về giới, đặc điểm của giới, sự toàn vẹn của giới, thì chúng ta sẽ phát sanh lòng hoan hỷ và chúng ta không có gì phải lo sợ. Trong một lần xưa ra Hà Nội, khi ở lại một cái khách sạn, ở đằng sau khách sạn có một hồ cá coi, thì nó có một cây cầu á, bắc ngang qua hồ, thì mình có thể bước lên cầu rồi mình ngắm cá nó bơi lội dưới chân. Những con cá coi có những con là vảy của nó bạc óng ánh, có những con cá coi óng ánh bởi sắc vàng như là được giác vàng, có những con thì có hai màu, ba màu, bốn màu, rất là đẹp. Và những con cá coi đó bơi lội xung quanh cái hồ. Sư mới suy tư như thế này: nếu như trong số những con cá này có một con là hoa hậu, nó rất đẹp, tất cả những con cá đực ở trong hồ này đều yêu mến nó, đều ve vãn nó, muốn được gần gũi với nó, và nó tự hào với sắc đẹp của nó. Cho dù nó có làn da óng ánh đi chăng nữa, thì khi mình nhìn á, nó cũng chỉ là một con cá coi. Nhưng cái con cá đó nó lại tự hào ở trong cái hồ cá coi. Mình thấy nó đáng buồn. Hoặc là một con cá coi, giả sử như trong đó nó giàu nhất ở trong cái hồ, tất cả những con cá khác phải cung kính, phải tôn trọng, và nó là con cá có quyền lực nhất ở trong hồ, nhưng nó cũng chỉ là một con cá coi trong hồ. Mình nhìn nó, mình thấy nó rất là tội nghiệp. Xin thưa, chư thiên nhìn xuống cõi người, họ cũng thấy y chang như vậy. Tự hào về sắc đẹp, tự hào về tài sản, tự hào về danh tiếng, đối với chư thiên nó rất là buồn cười. Vậy mà loài người vẫn sống chết để chạy theo nó. Trong khi đó, sư lại suy tư tiếp: nếu như trong hồ cá coi này có một con cá biết giữ gìn năm giới, thì chắc chắn là sư sẽ tôn trọng con cá đó. Và nếu như con cá đó có nhu cầu gì, chắc chắn nếu giúp được thì sư sẽ giúp. Và ngay cả việc con cá nó đang bơi, thì sư cũng sẽ cố gắng như thế nào đó để không đi lên phía trên đầu của con cá có giữ năm giới. Thì khi sư suy tư như vậy, sư thấy rằng nếu như một người có giữ gìn giới hạnh, chư thiên cũng sẽ tôn trọng vị ấy y như thế. Thậm chí nếu như vị ấy có đi đâu, chư thiên cũng sẽ tránh để không dẫm lên trên đầu. Và nếu như vị ấy có nhu cầu gì, chắc chắn chư thiên cũng sẽ hỗ trợ, trừ khi người ấy làm chư thiên thất vọng về giới hạnh của người ấy mà thôi. Thế cho nên, nhờ suy tư về giới, chúng ta giữ gìn giới trong sạch, chúng ta biết được lợi ích của giới, và từ đó chúng ta được các bậc thiện trí ngợi khen.
trong Tăng Chi chương 3 pháp thì có nói rằng khi hành giả tưởng đến những giới của mình trong những đức tính đặc biệt của chúng là không bị rách vân vân, tức là không bị thủng, không bị lốm đốm, thì ngay khi ấy tâm vị ấy không bị tham sân si ám ảnh, có được tính chất trực vì được cảm hứng từ giới. Nghĩa là khi chúng ta suy xét về sự toàn vẹn về giới của bản thân, những ô nhiễm của tâm như tham sân si sẽ vắng mặt. Đó là một điều lợi ích của việc suy tư về giới. Cho nên vào thời Đức Phật không thiếu những vị tỷ kheo nhờ tùy niệm giới, nhờ suy tư về giới mà tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc và chứng đắc thánh đạo thánh quả. Bên cạnh đó, do những đặc tính sâu xa của giới cho nên vị ấy chỉ đạt đến cận định mà thôi, chứ không đạt đến an chỉ định. Ví dụ như khi chúng ta tùy niệm về giới thì chúng ta phải suy tư liên tục, chứ nó không có tập trung vào một điểm cố định. Nó tương tự như việc chúng ta tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng như vậy. Chúng ta chìm vào trong đặc tánh của giới, chúng ta chìm vào trong sự toàn hảo của giới. Nhưng mà do tâm của chúng ta phải liên tục vận động để suy tư, cho nên chúng ta không chứng được an chỉ định mà chỉ có thể đạt đến cận định. Ngoài ra trong Thanh Tịnh Đạo còn nói đó là khi chuyên tâm vào việc niệm giới thì hành giả có sự tôn trọng đối với học pháp, vì ấy sống hòa hợp với những bạn đồng phạm hạnh, vì ấy chuyên cần chào đón, vì ấy không sợ tự mình trách cứ mình, vì ấy thấy sự sợ hãi trong những lỗi nhỏ, vì ấy đạt đến viên mãn về tính, vân vân. Vì ấy có nhiều hạnh phúc an lạc, và dù không đạt đến quả vị gì cao hơn, ít nhất vì ấy cũng hướng đến một thiện thú. Tức là khi chúng ta tùy niệm về giới, chắc chắn chúng ta phải là người giữ giới. Mà khi chúng ta là người giữ giới, chúng ta tùy niệm về giới, chúng ta sẽ là những người dễ thương, đáng kính trọng trong mắt các bạn đồng tu. Đương nhiên ở đây sư đang nói đến những bạn đồng tu cũng chính trực, tức là những vị cũng yêu thích việc giữ giới, ủng hộ việc giữ giới, cũng thường xuyên suy tư về giới, thì khi đó chúng ta sẽ có được sự thương tưởng của các bạn đồng tu. Rồi đó, chúng ta được chào đón ha, và chúng ta không sợ phải rơi vào tình trạng là tự mình trách mình. Nghĩa là sao? Một người ấy, khi mà vị ấy thường suy tư về giới, khi giới vị ấy được khéo gìn giữ, thì nếu chẳng may vị ấy phạm giới thì vị ấy sẽ phải trải qua một giai đoạn đau khổ do tự mình trách mình. Tại sao mình lại phạm giới? Điều này là điều không nên làm, điều này là điều bị người trí khiển trách, và vị ấy sẽ bị ám ảnh bởi việc vi phạm học giới. Giống như một người tắm rửa sạch sẽ thì nếu như chẳng may người ấy có chạm tay vào một cái đống phân, hoặc là lỡ chạm tay vào một cái bồn thành bồn cầu, thành toilet,
thì ngay lập tức cái tay của vị ấy, vị ấy sẽ cảm thấy nó dơ bẩn và nó cần phải rửa. Hoặc là một người sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, nếu như vị ấy phải chạm đến như là cây chổi, chạm đến những vật dơ bẩn, thì sau đó vị ấy sẽ có nhu cầu rửa tay và vị ấy sẽ thấy tay của mình nó bị bẩn. Nhưng mà đây chỉ dành cho những người thường xuyên ý thức được sự sạch sẽ của bản thân. Còn với những ai mà dơ bẩn thì xin thưa, dù họ có chạm vào một chút phân thì nó cũng chẳng là gì. Họ có chạm tay vào bồn cầu nó cũng chẳng là gì. Họ có chạm tay vào vật hút rác thì nó cũng chẳng là gì. Cho nên một vị thường xuyên suy tư về giới, thường ưu tư về giới, nếu chẳng may vị ấy phạm giới, vị ấy sẽ sống trong nỗi rây rứt và vị ấy sẽ có nhu cầu sám hối. Và vị ấy sẽ trách mình, tự mình trách mình. Thế cho nên việc giữ gìn giới hạnh trong sạch sẽ giúp cho chúng ta tránh được tình trạng là tự mình trách mình, tránh được sự ám ảnh. Nhưng đương nhiên việc này chỉ dành cho những ai thường ưu tư về giới, suy tư về giới. Còn những kẻ phá giới, phạm giới thì họ sẽ không có được điều này. Rồi khi chúng ta suy tư về giới hạnh của bản thân như vậy, nếu như giới hạnh của mình được trong sạch thì chúng ta sẽ khởi lên niềm hoan hỷ. Và như sư nói ở đầu, đó có thể làm điều kiện cho các tâm bất thiện như tham, sân và si bị tiêu diệt. Nhờ đó vị ấy có thể chứng đắc được đạo và quả. Còn nếu như vị ấy chưa thể chứng đắc được đạo và quả thì chắc chắn con đường tái sanh của vị ấy phải là con đường thiện thú, tức là tái sanh về những cõi lành. Đó là sư đã trình bày về việc tùy niệm giới. Về việc tùy niệm thí thì nhớ, thí ở đây là thí xả chứ không phải thí theo ý nghĩa bố thí thông thường. Thí xả có nghĩa là mình cho đi với mục đích là từ bỏ. Nhiều người có cái bệnh là mình cho ai đó cái gì là mình muốn họ phải như ý của mình. Mình muốn phải điều khiển họ. Hoặc là khi mình cho ai đó cái gì là mình sẽ coi thường người ta. Điều này được nhắc đến trong Tăng Chi Bộ Kinh. Hoặc là mình coi thường người khác vì nghĩ rằng họ đang trông chờ mình cho họ cái gì đó. Thì đó không phải là đối tượng được nói đến ở đây. Đối tượng được nói đến ở đây là một người bố thí với mục đích là buông bỏ. Ở đây thí xả có nghĩa là khi tôi cho đi, nghĩa là tôi buông bỏ. Cho nên việc cho đi ấy đồng nghĩa với ly tham, chứ nó không phải mang ý nghĩa của sự đầu tư. Hai cái khác nhau ha. Bố thí mà để đầu tư ấy, nó khác bố thí để ly tham. Và phải nói là người thực hành tùy niệm thí xả như thế này ấy, phải là người có khả năng cho đi. Và yêu cầu nha, yêu cầu để chúng ta có thể thực hành thí xả
là chúng ta phải là người thường xuyên bố thí. Tự mình bố thí nha, mình phải là người thường xuyên bố thí, tức là người thường xuyên buông bỏ. Như trường hợp ông Cấp Cô Độc và bà Quý Sa Kha tương truyền là mỗi một ngày có 500 vị tỷ kheo thường xuyên lui tới gia đình ông Cấp Cô Độc và bà Quý Sa Kha. Và hai vị này luôn sẵn sàng đặt bát và cúng dường đến chư tăng. Hai vị này vì luôn luôn buông bỏ cho nên tài sản luôn luôn giàu có. Quý vị thờ ngài Si Quá Lý ở đằng trước, quý vị có biết là mẹ của ngài Si Quá Lý là bà Súp Bá Hoa Sa, khi mang thai ngài, bà có một cái phước là cái bát nào hoặc là cái thùng nào bà chạm tay vào là bà có buông bỏ, bà có cho thì cũng không bao giờ nó vơi. Mà nhờ đâu được như vậy? Là nhờ đời trước ngài Si Quá Lý ngài thường xuyên tập hạnh buông bỏ. Chính bởi vì như vậy, điều kiện đầu tiên của việc tùy niệm thí đó là chúng ta phải thường xuyên thí xả, tức là thường xuyên bố thí với mục đích là buông bỏ. Nếu như điều kiện của người tùy niệm giới là phải giữ giới, thì điều kiện của người tùy niệm thí xả là chúng ta phải thường xuyên bố thí. Mà ở đây được nói đến tối thiểu mỗi ngày một lần. Tối thiểu mỗi ngày một lần, còn nhiều hơn thì càng tốt. Vì ấy sẽ thực hành như thế nào? Vì ấy sẽ có quyết định. Trong thanh tịnh đạo nó là nên có quyết định, là từ nay trở đi, lúc nào có người hiện diện để nhận thì ta sẽ không ăn dù chỉ một miếng nếu không bố thí một cái gì trước đó. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tức là ngày hôm nay ta sẽ không ăn nếu như mà có người ở trước mặt ta mà ta chưa bố thí. Và thời điểm chúng ta nên thực hành bố thí là trước khi chúng ta hành thiền. Nhưng mà không lẽ là bây giờ mình chuẩn bị hành thiền là mình phải lo mình chạy đi bố thí hay sao? Thì ở đây không phải với ý nghĩa như vậy. Mà sau mỗi lần chúng ta bố thí thì chúng ta lựa tìm một chỗ thanh vắng để chúng ta suy tư về việc chúng ta đã thí xả như thế nào. Chúng ta suy tư về điều đó. Khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta sẽ hồi tưởng lại những lần chúng ta thí xả. Lần từ bắt đầu, từ lần gần đây nhất là vừa rồi mình vừa thí xả cho một người nào đó, cho một vị sư nào đó, cho tam bảo ở ngôi chùa nào đó. Khi suy tư như thế, thấy rằng thế là ta đã buông bỏ được chừng này. Và khi vị ấy suy tư về việc thí xả thì chúng ta đạt được sự hỷ lạc và tâm tham được giảm bớt. Rồi chúng ta lại tiếp tục suy tư về những lần trước đó mình đã thí xả như thế nào, thí xả đến với ai. Rồi chúng ta lại tiếp tục suy tư về những lần sau đó nữa.
Đó là cách mà chúng ta thực hành thi xả. Và nhớ, thi xả ở đây là chúng ta cho đi nhằm mục đích ly tham, nhằm mục đích buông bỏ. Chính vì lẽ đó, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có đề nghị là chúng ta hãy suy niệm như thế này: thật sự là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích lớn cho ta, rằng trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng tham, ta an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Ta bố thí một cách rộng rãi, bàn tay rộng mở, thích thú trong sự từ bỏ, mong được kẻ khác yêu cầu và vui mừng được cho, được san sẻ. Nghĩa là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta suy tư, trong khi thế gian này họ chìm đắm trong sự tham lam, thì ta lại là người bố thí và từ bỏ sự tham lam. Chúng ta liên tục suy tư như vậy. Rồi chúng ta lại suy tư là ta đã bố thí với bàn tay rộng mở, ta không bao giờ keo kiệt bất kỳ thứ gì, ta luôn sẵn lòng bố thí với bàn tay rộng mở. Nhớ cho ở đây chúng ta có ba hạng bố thí là nô lệ thí, bằng hữu thí và chủ nhân thí. Nô lệ thí là chúng ta cho những thứ chúng ta vứt đi, cho những thứ chúng ta nhòm gớm, những thứ chúng ta không cần. Bằng hữu thí là cho những gì mà chúng ta đang dùng đến. Còn chủ nhân thí là cho những gì mà chúng ta hằng yêu thích, hằng mong mỏi, nhưng chúng ta không dám xài. Thì đó là ba bậc của việc bố thí. Thì khi chúng ta suy tư là chúng ta bố thí với bàn tay rộng mở, thì có nghĩa là chúng ta bố thí với bằng hữu thí hoặc chủ nhân thí, mà chúng ta sẽ không bố thí nô lệ thí. Thích thú trong suy tư từ bỏ, ở đây chúng ta suy tư về khả năng từ bỏ lòng tham của bản thân. Suy tư khi chúng ta thí xả như vậy là chúng ta đã buông bỏ được chừng này tâm tham. Khi chúng ta bố thí như thế kia là chúng ta đã buông bỏ chừng này tâm tham. Chúng ta thường xuyên suy tư như vậy. Và chúng ta phải tìm được sự hoan hỷ, sự hỷ lạc trong việc từ bỏ sự tham lam. Và chúng ta đó, suy tư mình là người mong được người khác yêu cầu và vui vẻ khi bố thí. Tức là tâm trạng của hành giả thực hành tùy niệm thí là họ luôn trong tâm trạng mong người khác yêu cầu mình hãy cho họ cái gì đó. Đây là một tâm trạng rất hiếm. Cho nên người có khả năng thực hành tùy niệm thí xả không có nhiều. Do đâu? Do họ phải luôn nha, phải luôn mong cầu, mong chờ người khác xin mình. Cái này khó. Cái chuyện người ta tới xin mình cho, nó đã khó rồi, mà mình mong người khác tới để mình cho, nó lại còn khó hơn nữa. Rồi khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta chia sẻ với sự vui mừng. Giống như trường hợp của để coi,
ông Bà La Môn Ram vào thời kỳ Đức Phật, ông rất là giàu, ông giàu dữ lắm. Thì ở kiếp quá khứ, ông đã từng cúng dường một ngôi chùa, một cái tịnh xá cho Đức Thế Tôn, mà ông rải toàn bộ tài sản vàng bạc châu báu để lót nền, và ông thỉnh Đức Thế Tôn đến để thuyết pháp. Và khi mọi người đến để thuyết pháp, để nghe Thế Tôn thuyết pháp, ông cho phép mỗi lần đi về thì có thể lấy bao nhiêu tùy ý, tức là có thể ôm được bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Cái này mình đâu dám chơi. Tức là bây giờ tôi mua một mớ gọi là vàng bạc châu báu, tôi rải khắp cái sân chùa đó, mọi người tới nghe pháp đi ha, nghe xong rồi về đó, ôm được bao nhiêu là tôi cho hết bấy nhiêu. Mình đâu dám. Nhưng mà ông dám làm cái đó, ông làm được chuyện đó. Vì thấy ghê gớm. Nhưng mà ông còn kẹt một thứ, đó là ông có cái viên gọi là cái viên ngọc quý, ông để ở chỗ gần Phật, tức là gần chân của Phật khi Phật thuyết pháp. Ông nghĩ là chắc có lẽ khi người ta hướng tâm đến chỗ đó thì người ta sẽ chú ý đến 32 tướng tốt của Đức Thế Tôn, người ta sẽ chú ý đến cái việc nghe pháp. Hơn nữa họ phải chờ khi thuyết pháp xong, nghe pháp xong họ mới được lấy đồ đem về, thì chắc có lẽ là họ sẽ không lấy viên ngọc quý này của mình đâu. Nhưng mà ông đánh giá thấp tâm tham của mỗi người, cho nên là ông để ra đó là người ta cũng lấy luôn, và ông rất là buồn. Thành ra là Đức Thế Tôn mới chỉ cho ông cách là bây giờ hãy nguyện là tài sản nào mà con muốn cho thì tài sản đó mọi người có thể lấy, còn tài sản nào con không muốn cho thì không ai có thể lấy được. Thì tức là chúng ta khả năng bố thí của mình đến cái bước gọi là bước cuối này là bước thượng thừa, là mình mong người ta tới xin và mình cho một cách vui vẻ. Đây gọi là cái sự bố thí tối thượng, mong người ta tới xin và cho một cách vui vẻ, không bao giờ có một cái nhíu mày. Thì một vị hành giả khi tùy niệm thí xả, vị ấy sẽ suy tư tâm của mình, vị ấy sẽ rèn luyện tâm của mình để tâm của mình có khả năng như thế. Tâm này không phải tự nhiên có mà phải được rèn luyện. Tiếp đó chúng ta còn có thể suy tư: ở đây thật là lợi lạc cho ta, ta nhất định được những lợi lạc của một người bố thí mà Đức Thế Tôn đã ngợi khen, đã khen ngợi như sau: người cho mạng sống bằng cách bố thí đồ ăn sẽ được mạng sống hoặc cõi trời hoặc cõi người trong tăng chi. Và một người thường bố thí thì được nhiều người lui tới và mến mộ, và một người bố thí thì luôn luôn được yêu mến theo định luật của bậc trí. Tức là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta suy tư, thì chúng ta sẽ suy tư về những lợi ích của việc bố thí. Tức là nhờ bố thí như thế này mà ta có thể đạt được sự an lạc, có thể đạt được sự sống lâu, sức mạnh,
an vui, sắc đẹp, chúng ta sẽ được các bậc thiện trí hằng khen ngợi. Thì đó là những cái mà chúng ta sẽ ngồi suy tưởng sau khi chúng ta bố thí. Hoặc là chúng ta có thể suy tư, thật là lợi ích cho ta, lợi ích lớn ở chỗ ta đã làm được giáo pháp, được thân người, lại được an trú với tâm không ô nhiễm vì san tham, tức là vui thích bố thí và san sẻ. Lúc bây giờ khi ngồi thiền, chúng ta suy tư về khả năng thí xả, khả năng buông bỏ của bản thân. Rồi từ đó chúng ta hoan hỷ, chúng ta cảm thấy an lạc, do chúng ta thấy rằng nhờ sự bố thí như thế này mà tâm tham được từ bỏ. Bên cạnh đó, chúng ta còn có những lợi ích như là tâm hành giả không bị tham sân si ám ảnh, được chất cực do cảm hứng từ hạnh bố thí. Tức là khi chúng ta bố thí và chúng ta suy tư một cách đúng đắn về sự bố thí, thì tâm của chúng ta được giải thoát khỏi các ô nhiễm và chúng ta đạt được sự an lạc khi chúng ta suy tư về thí xả. Do những đặc điểm thâm sâu của việc tùy niệm thí xả, cho nên vị hành giả thực hiện đề mục này chỉ có thể đạt đến cận định, chứ không thể đạt được đến các tầng thiền. Ngoài ra thì ở đây còn nói đó, là khi một tỷ kheo chuyên tâm tưởng niệm về bố thí, vị ấy đâm ra ưa thích bố thí, thích sự vô tham, hành xử phù hợp với tâm từ, vô úy, vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc. Và dù không tiến lên quả vị cao, ít nhất hành giả cũng hướng đến một cảnh giới an lạc. Như trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói: một người do thường xuyên suy tư về việc bố thí mà họ dần có khuynh hướng bố thí, rồi nhờ họ có khuynh hướng bố thí, họ được ly tham, được buông bỏ khỏi sự tham lam của bản thân. Cho nên việc tùy niệm thí này cũng phù hợp để cho chúng ta thoát khỏi sự tham lam của chính mình. Nhớ nha, tâm tham cần được dẹp trừ bằng cách bố thí. Chứ còn khi tâm tham đã hoàn toàn diệt trừ rồi, thì đó là khi chúng ta chứng đắc đạo và quả. Thì khi đó đó, việc đoạn tận các lậu hoặc, đó là kết quả nhé, đó là kết quả. Còn cái nhân là chúng ta phải nỗ lực bố thí và tùy niệm thí. Cho nên trong Pháp Cú, Đức Thế Tôn mới nói đó: từ bi thắng sân hận, hiền thiện thắng hung tàn, bố thí thắng san tham, chân thật thắng hư ngụy. Nhờ có pháp bố thí mà san tham được dứt bỏ. Cho nên nhờ đó, khi chúng ta đối xử với người khác, chúng ta thường đối xử với tâm từ, bởi vì việc bố thí nó gần với tâm từ.
Thế cho nên dù không tiến lên quả vị cao, ít nhất hành giả cũng hưởng đến một cảnh giới an lạc. Tức là dù cho chúng ta không giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng có thể hướng đến các cảnh giới an lạc như là cõi người và cõi trời. Nếu như quý vị đọc ở trong Thiên Cung Sự hoặc là Trưởng Lão Kệ thì chúng ta sẽ rất hoan hỷ, bởi vì chúng ta thấy rằng rất nhiều những vị trưởng lão thời Đức Phật quá khứ đã bố thí cúng dường. Nhờ việc bố thí cúng dường đó cho quả báo lớn lao, là trong suốt thời kỳ không có Phật, vị ấy liên tục tái sanh về cõi người cõi trời, cho đến kiếp cuối cùng vị ấy xuất gia và chứng đắc được đạo quả. Và chúng ta tiếp đến tùy niệm thiên. Thì để thực hành tùy niệm thiên á, chúng ta phải suy xét đến những cái mà chư thiên có. Tức là chư thiên có cái gì thì mình cũng có cái như vậy. Mà cái được kể ở đây chính là tính, thí, giới, văn, tàm, úy, trí. Tức là thất thánh sản. Khi mà chúng ta suy tư như thế, chúng ta sẽ xem xét. Ví dụ như các bậc đại vương của bốn châu thiên hạ, tức là bốn vị thiên vương, đã có đức tin với giáo pháp như thế nào thì ta cũng có đức tin với giáo pháp như thế ấy. Đương nhiên cái này là mình phải có nha, chứ không phải là tự mình suy tư không không. Nghĩa là đó, mình xem coi đức tin của mình như thế nào. Nếu như đức tin của mình có niềm tin nơi Tam Bảo, có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, và chúng ta tự tin để xem xét rằng chư thiên, các vị tứ đại thiên vương đã có đức tin như thế nào thì bây giờ ta cũng có đức tin như thế ấy. Rồi tiếp nữa, chúng ta xem các vị vua trời tứ đại thiên vương có khả năng thí xả như thế nào thì bản thân mình cũng có khả năng thí xả như thế ấy. Nhớ ở đây là mình thật sự có khả năng đó, chứ không phải là mình đọc như là tụng chú hay là học vẹt. Thì không phải, mình phải suy tư và mình thật sự có khả năng đó. Rồi chúng ta xét về giới thì chúng ta sẽ suy tư là giới của bốn vị tứ đại thiên vương như thế nào thì giới của mình thì cũng như thế đó. Nhưng mà nhớ giùm sư nghe, hiện tại bây giờ tứ đại thiên vương là những vị thánh sơ quả, mà mình muốn giới của mình mà tương đương với thánh sơ quả, đây không phải là chuyện dễ dàng. Rồi văn, tức là chúng ta so sánh xem là các vị tứ đại thiên vương đã nghe nhiều học rộng như thế nào thì ta cũng nghe nhiều học rộng như thế ấy. Việc tùy niệm thiên á, có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta thường xuyên suy tư về những đức lành của chư thiên và nhận thấy rằng bản thân mình cũng có những đức lành đó, hoặc
là khi suy tư về những đức lành của chư thiên thì bản thân mình nỗ lực để đạt được và hành theo những đức lành đó. Đó là tùy niệm thiên. Tiếp tục, tính, thí, giới, văn, tàm, úy. Tàm là hổ thẹn với tội lỗi, úy là ghê sợ với tội lỗi. Chúng ta xem coi là cái tàm úy của bốn vị thiên vương như thế nào, chúng ta có được như vậy hay là không. Mà quý vị muốn biết giới hạnh của một vị sơ quả như thế nào thì chúng ta cần đọc bài kinh là Ratana Sutta, tức là bài kinh Châu Báu. Ở đó, Ngài Ananda đã suy tưởng về đức lành của những vị thánh sơ quả. Ví dụ như các ngài có sở hành trong sạch và minh bạch, các ngài không bao giờ giấu giếm dù cho đó chỉ là một lỗi nhỏ. Còn cái trí ở đây là trí về nhân quả và trí về tam tướng. Thì khi chúng ta suy xét tính, suy xét từng tự nha, bây giờ ngồi ở đây bắt đầu hướng tâm đến tứ đại thiên vương, rồi sau đó suy xét những đặc tính gần gũi của mình với tứ đại thiên vương như là tính, thí, giới, văn, tàm, úy, trí. Chúng ta phải suy xét như vậy. Rồi chúng ta sẽ suy xét đến những vị trời cao hơn như là vua trời Đế Thích, như là các vị trời trên cõi Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại. Chúng ta sẽ so sánh dần những cái đó. Ngoài ra, vị ấy tưởng niệm những đặc tính đặc biệt của mình lấy chư thiên làm chứng, tức là vị ấy suy xét thất thánh sản của mình, bảy thứ tài sản của mình, vị ấy dám đem ra cho chư thiên làm chứng, tức là đây là đức tin của tôi, chư thiên hãy làm chứng cho tôi. Đây là lòng hào sảng của tôi, chư thiên hãy làm chứng cho tôi. Tức là mình có cái gan để đem thất thánh sản của mình ra đó cho chư thiên làm chứng. Thì nhờ như vậy, khi chúng ta suy tư thì chúng ta đạt được những điều lợi ích. Ví dụ như tâm hành giả không bị dục, không bị dục tham, sân, si, ám ảnh, được chánh trực vì được cảm hứng từ chư thiên. Tức là khi chúng ta suy tư những đặc tính của chư thiên thì chúng ta không còn bị các dục của loài người chi phối. Bởi vì cái này là một vị sư chia sẻ, nói cũng sư thấy cũng thú vị. Quý vị thấy không? Người ta do phiền não, mình phải biết thương người ta. Người ta bị cái áp lực của phiền não, bị sự thôi thúc, bị thúc đẩy, bị thúc ép, bị bức bách bởi phiền não, cho nên họ mới phải như thế. Còn chúng ta ngồi đây, chúng ta không bị thúc ép, không bị bức bách, không bị thúc đẩy bởi phiền não. Nhờ như vậy, lòng từ và lòng bi mẫn mới sanh khởi được. Chứ mình không khéo suy tư, có khi tâm sân chúng ta sẽ sanh khởi đấy. Sẽ quay lại vấn đề.
Có một vị sư nói, sư thấy vui thì cũng thú vị, còn có lý hay không thì để mọi người suy xét. Tức là vị sư này nói, nếu như một ông sư mà mê gái nha, một ông sư mà mê gái thì nên suy tư như vậy nè: mấy cô này không bằng một gốc tiên nữ. Nếu thật sự mê gái, lo tu đi lên chảnh tha hồ hưởng. Ở đây mấy bà này có gì đâu mà hay. Nếu thật sự mê gái lên chảnh hưởng, chứ đừng có hưởng ở đây. Hưởng ở đây đâu có đáng. Ở đây lo tu đi, tu lên chảnh tha hồ hưởng. Thì đó cũng là một cách dụ dỗ, giống như trường hợp của Ngài Nanda đó. Ngài nhớ những cái cô, Ngài nhớ cái cô vợ. Cô vợ của Ngài có tên gọi là Hoa Khôi Quốc Độ, bà đẹp lắm. Mà Đức Thế Tôn đã khéo léo đưa Ngài Nanda lên trên cõi trời ngắm tiên nữ. Mà đã ngắm tiên nữ rồi, thấy mấy bà dưới này không bằng gốc, thôi mê gái lên chảnh sướng hơn. Thì nói vui là khi chúng ta tùy niệm thiên, chúng ta thấy là mình có những đặc tánh gần với chư thiên, thì rõ ràng lên cõi trời sướng hơn. Ham chi mấy dục ở cõi người, dục cõi người đâu bằng cõi trời. Rồi cho nên ở đây mới nói là lấy cảm hứng từ chư thiên. Và một lần nữa, do việc thực hành tùy niệm thiên có những đặc tính sâu xa, và chúng ta phải suy nghĩ thường xuyên, cho nên chỉ đạt đến cận định mà thôi. Rồi ở đây nói là khi một tỷ kheo chuyên tâm tu tập niệm thiên, vị ấy được chư thiên thương tưởng, có niềm tin sâu xa hơn, có nhiều hạnh phúc an lạc. Và dù không đắc quả gì cao, ít nhất vị ấy cũng hưởng đến một cảnh giới tốt đẹp. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn có nói, một người thường thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng đến họ. Khi mà chúng ta nghĩ nhiều về chư thiên, chúng ta suy tư, thương tưởng, tán dương chư thiên, thì chư thiên cũng sẽ thương tưởng chúng ta. Và chắc chắn khi chúng ta được chư thiên thương tưởng, thì chúng ta sẽ đạt được nhiều lợi ích và an lạc. Và ở đây là dù cho chúng ta không chứng đắc được thánh đạo thánh quả, thì cũng sẽ hướng tâm đến các cảnh giới lành. Mà ở đây nói là dù không thể chứng đắc thánh đạo thánh quả, có nghĩa là có thể chứng đắc nha. Nhớ đề mục tùy niệm thiên có thể giúp cho hành giả chứng đắc đạo và quả. Và dù cho không được đi nữa thì cũng có thể đạt đến các cảnh giới tái sanh hạnh phúc. Thế cho nên tóm tắt, chúng ta có thể tóm tắt tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên, tóm tắt về sự lợi ích của nó đó, bằng câu nói của tôn giả Maha Kachana, Kachana: thật vi diệu này các hiền giả, vì sự thanh tịnh cho chúng sanh, vì vượt khỏi sầu bi, vì dứt khỏi khổ ưu, vì đạt được chánh trí, vì chứng đạt niết bàn, mà Đức Thế Tôn bậc hữu trí, bậc hữu kiến, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã dạy sáu tùy niệm. Ở đây trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 6, chương 6 pháp.
Quý vị thấy có cái điểm gì đặc biệt không? Cái đoạn nè: vì sự thanh tịnh cho chúng sanh, vì vượt khỏi sầu bi, vì chấm dứt khổ ưu, vì đạt được chánh trí, vì chứng đạt niết bàn. Đây là một đoạn mà khi nói đến tu tập, tứ niệm xứ cũng nhắc đến. Thế cho nên sư mới nói là cái từ mà ekayano, chúng ta không nên dịch là con đường duy nhất hướng đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Nhớ không? Trong cái bài tứ niệm xứ này các tỷ có bản dịch: đây là con đường duy nhất hướng đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được thánh trí, chứng đạt niết bàn. Sư nói không thể dịch là con đường duy nhất được, chỉ có thể dịch con đường độc nhất, con đường độc đạo, tức là con đường đi thẳng không có lối rẽ thì đúng. Nhưng nếu con đường duy nhất là sai. Tại vì rõ ràng ở đây nói rằng Đức Thế Tôn vì sự thanh tịnh cho chúng sanh, vì vượt khỏi sầu bi, vì chấm dứt khổ ưu, vì đạt được chánh trí, vì chứng đạt niết bàn, mà Đức Thế Tôn đã dạy sáu tùy niệm. Nghĩa là sáu tùy niệm có thể đưa chúng sanh đến sự giải thoát giác ngộ. Cho nên đừng coi thường. Chẳng qua là do trải qua các thời kỳ lịch sử của Phật giáo, cho nên ngày nay phương pháp thực hành tứ niệm xứ được xem như là một phương pháp chính thống và phổ biến. Còn các phương pháp khác như là sáu tùy niệm này á, thì ít được lưu ý và ít được tu tập hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là sáu phương pháp này không thể đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Chẳng qua là do xuyên suốt thời kỳ lịch sử, cho nên là việc thực hành tứ niệm xứ được đặc biệt coi trọng hơn các phương pháp khác. Thì như thế là ngày hôm nay chúng ta đã xong về sáu tùy niệm, là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới và tùy niệm Thiền. Chúng ta đã xong sáu tùy niệm. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sằng Khải Giác.